Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Từ Thủ Đô với nhà báo Nguyễn Văn Khanh. Và ở đầu dây bên kia bên phía Washington, kính chào bác Khanh ạ. Và cuối tuần Từ Thủ Đô có gì vui không bác? Dạ vâng, trước là từ Washington một lần nữa, tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Người Việt TV. Và mừng được gặp lại bạn Hoàng Vy. Bạn Hoàng Vy hỏi tôi là cuối tuần ở Washington DC có gì lạ hay không? Tôi thấy là cuối tuần thì ở Washington DC không có gì lạ lắm đâu. Lý do là bởi vì hoa đào thì cũng đã xong. Và bây giờ là chúng ta bắt đầu vào mùa xuân. Tôi thấy bạn bè của tôi, những người lớn tuổi bắt đầu than thở là phấn hoa nhiều quá rồi vân vân và vân vân sụt sùi. Ngồi đâu thì là cũng chờ mà nước mắt nước mũi chảy ào ào, đại khái là như vậy. Đây là cái chuyện rất là thường tình ở vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ, là cứ mỗi lần mà bắt đầu hết đông vào xuân thì luôn luôn là có chuyện như vậy. Những người mà không may bị bệnh dị ứng thì tôi phải thú thật là cái thời gian là cái thời gian rất là khổ. Nhưng mà bù lại thì nó có một cái chuyện vui, đó là cái câu chuyện liên ở bên Đảng Cộng Hòa. Thưa với lại chị Hoàng Vy, tôi thấy là dường như là phe của ông Trump họ nghĩ rằng là cái cuộc vận động tranh cử cho bầu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa là xen vào giữa hai người, tức là ông Donald Trump và ông DeSantis, chứ họ không nghĩ đến các ứng cử viên khác. Tại sao tôi nói như vậy? Ngày hôm nay họ mới tung ra một cái video, trong đó là chỉ trích ông DeSantis đủ mọi thứ chuyện. Và tôi thấy một cái chuyện rất là buồn cười. Lần đầu tiên tôi được xem là cái hình ảnh thấy rằng là ông DeSantis là ăn uống nhồm nhòm, và phía ông Donald Trump dùng cái đó coi như là một cái chiêu bài để mà vận động tranh cử, nói rằng là ông Trump ăn uống đàng hoàng hơn, ông DeSantis là ăn uống nhồm nhòm lắm, đại khái là như vậy. Tôi thấy bây giờ là bắt đầu người ta đã nghĩ đến cái chuyện là mang cả đời tư vào để mà cấu xé nhau. Và tôi phải nói là tôi coi cái chuyện đó buồn cười thì có buồn cười, mà thấy xấu hổ thì cũng có, thật tình là như vậy. Tôi còn nhớ là hồi đó là cựu tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, ông có nói, bây giờ phải là cố tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan có nói một câu rất là hay. Ông bảo là bên Cộng Hòa có một điều mà bên Dân Chủ không có, tức là người Cộng Hòa không có nói xấu người Cộng Hòa. Tôi nghĩ rằng là đó là cái câu chuyện của thập niên 1980, lúc mà chúng ta còn ở thế kỷ trước, tức là thế kỷ 20. Bây giờ là chúng ta đang ở năm 2022 và ở cái thế kỷ 23 và thế kỷ thứ 21. Sau một thế kỷ thì mọi chuyện nó có khác, kể cả những chuyện liên quan đến Đảng Cộng Hòa. Thật ra đó là cái câu chuyện muốn xin được mở đầu để làm quà với lại quý vị khán thính giả. Và bây giờ xin được trở lại California với bạn Hoàng Vy của chúng tôi. Dạ thưa bác, như chúng ta hay nói với nhau đó, nhắc làm chi những cái chuyện xưa tích cũ. Cái chuyện ông Ronald Reagan nói là người Cộng Hòa không có nói xấu người Cộng Hòa, đúng là những cái chuyện xưa tích cũ. Và là bởi vì chúng ta thấy trong suốt thời gian vừa qua, thậm chí tại vì bác mở đầu với chương trình với là cái câu chuyện của ông Trump với là ông Ron DeSantis, thậm chí ông Trump còn nói những cái người nhân viên, những người cố vấn của mình đào bới ra, đi đi tìm xem những cái dirty story, có cái chuyện gì xấu về ông Ron DeSantis đưa cho tôi để mà tôi khai thác. Mà thật sự là Hoàng Vy không biết cái câu chuyện là bên phía ông Trump chỉ trích tấn công ông Ron DeSantis cái kiểu hình ảnh ăn xấu xí như thế này. Mà có nha, thì phía Ron DeSantis sẽ chắc chắn là đi tìm cái hình ảnh ông Trump mà ăn burger như thế nào, đều là ăn fast food phải không bác? Nhưng mà thật sự là đây là những cái chuyện mà không có nên đem vô những cái thời sự về chính luận như thế này. Nhưng mà rất là trùng hợp, thật sự là rất là trùng hợp. Ngày hôm nay mới trước khi lên sóng khoảng 40 phút thôi, Hoàng Vy lại nhận được một cái email mà Hoàng Vy đọc cũng phì cười, mà sẽ không nhớ nếu như bác không có đem cái câu chuyện này ra. Khi mà có một khán giả email cho Hoàng Vy và hỏi một câu thế này là: Hoàng Vy có để ý rằng những cái giới chức mà dưới thời của ông Biden với lại dưới thời của ông Trump khác nhau không? Họ so sánh hai cái hình ảnh ông Trump với ông Biden, nói về cái thói quen ăn uống và về cái độ mà fit á. Cho nên là ông Trump thì mê uống coke, mê burger và không có tập thể dục, cho nên là ông Trump có bụng bự. Rồi kể cả những cái giới chức dưới thời của ông Trump, như là xét về bộ trưởng tư pháp á, là ông Bill Barr, với lại dưới thời của ông Biden là Merrick Garland, cũng khác nhau. Rồi nói về ngoại trưởng,
Là bởi vì ngày hôm nay có cái câu chuyện là ông Ngoại trưởng Antony Blinken đang đặt chân lên Hà Nội, cho nên là mọi người đang rất là để ý đến những cái bước đi, những cái dấu chân của ông Blinken. Cho nên người ta cũng nghĩ lại, nhìn cái ông Ngoại trưởng năm nay mà nghĩ về cái ông Ngoại trưởng năm xưa là ông Mike Pompeo thì thấy cũng khác nhau. Cho nên có khán giả email gửi về cho Hoàng Vy, mà thật sự là mình để ý bác. Bác cũng không biết bác có để ý không? Không có để ý là tại sao những cái giới chức trong nội các. Vâng, bên ông người làm việc với ông Trump thì thường thường là họ hay to giống ông Trump, và người làm việc với ông Biden thì nhỏ nhỏ giống ông Biden. Đó thì cái điểm đó thì con hề ít nhỉ. Nhưng mà cái chuyện rất là buồn cười. Và tôi không ngờ là ông Trump bây giờ không đem cái chuyện ăn uống nhồm nhoàm của ông DeSantis ra thì ông bêu rêu tôi thua. Cái đó là thua. Thua. Nhưng mà có lẽ là một cái câu phát biểu của một nhân vật sau đây mà Hoàng Vy xin thưa với bác, và cũng là chủ đề chính của ngày hôm nay. Khi mà là cựu chiến lược gia tranh cử của bên phía ông Trump và cũng là một fan cứng của ông Trump, đó là bà Kellyanne Conway. Bà vừa mới xuất hiện và bà đưa ra một cái lời nhận định, phải nói là ông Trump nên để ý cái câu chuyện này và cả đảng Cộng Hòa nữa. Bà nói là đảng Cộng Hòa đó, nếu không khéo đó, thì sẽ mất dần những cái phiếu, những cái lá phiếu của cử tri trẻ. Là bởi vì thời gian vừa qua người ta thống kê lại, thưa bác Khanh, người ta nói là cái lớp mà cử tri trẻ ở tầng lớp mà Gen Z đó là từ 11 cho đến 29 tuổi. Trong đó những cái độ tuổi nào mà đủ để mà đi bỏ phiếu đó thì bỏ phiếu cho ông Trump chỉ có 35% mà thôi. Trong đó 65% thì bỏ phiếu cho bên phía đảng Dân Chủ. Rồi cái tầng lớp millennial là của Hoàng Vy đây, thì theo cái thống kê mà bà Kellyanne Conway rất là lo ngại là chỉ có 27% là bỏ phiếu cho ông Trump mà thôi, và còn lại là bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Thì đó là lý do cho nên mợ Conway này cảm thấy rất là lo. Lo là nếu như mà bây giờ đảng Cộng Hòa mà không để ý là sẽ để rớt dần những cái lá phiếu cử tri trẻ. Trong khi đảng Cộng Hòa cứ trong suốt cái thời gian vừa qua là không có được những cái thắng lợi như là đảng Cộng Hòa mong muốn, và nhiều lần bác Khanh nói. Ví dụ như năm 2018 là mất 45 ghế Hạ viện. Đến năm 2020 ông Trump đang có một cái base, một cái lượng đông đảo và cuồng tín rất là lớn như vậy. Mà đi ra đấu với một cái ông già buồn ngủ mà đã về hưu rồi là ông Biden. Rồi cuối cùng ông Trump thua ông Biden hơn 7 triệu phiếu. Rồi đến năm 2022 làn sóng đỏ không có thực sự xảy ra. Rồi ngay mới nhất mà làm cho bà Kellyanne Conway cũng cảm thấy lo ngại mà phải đăng đàn mà đưa ra cái lời ý kiến đó là cái chuyện mà bầu cử ở tối cao pháp biệt viện ở Wisconsin, bác Khanh. Người ta nói là trong suốt 15 năm vừa qua ở tối cao pháp viện của Wisconsin là những cái vị thẩm phán bên bảo thủ là nắm cái quyền đa số. Là 43. Nhưng mà lần đầu tiên trong 15 năm bây giờ thẩm phán bên liberal, bên cấp tiến đã chính thức thắng cử trong cuộc bầu cử vừa rồi, và bây giờ là tối cao pháp viện là lại nghiêng về phía cấp tiến. Những cái chỉ dấu như vậy làm cho những cái người bên phía Cộng Hòa người ta lo ngại. Câu hỏi đầu tiên Hoàng Vy muốn hỏi bác Khanh là bác Khanh nghĩ sao về cái lời nhận định của bà Kellyanne Conway? Liệu nó có đúng không, là đảng Cộng Hòa không khéo thì sẽ mất dần những cái lá phiếu của cử tri trẻ tuổi, thưa bác? Câu trả lời của tôi rằng là không phải một mình bà Conway nghĩ cái điều đó, mà ngay chính tôi cũng nghĩ là như vậy. Giới trẻ của Hoa Kỳ họ nghĩ khác, chứ họ không nghĩ như những người bảo thủ Cộng Hòa, và đặc biệt những người bảo thủ cực đoan mà hiện tại bây giờ đang ôm chầm lấy ông Donald Trump và coi như là ông Donald Trump là thiên sứ, là cái người sẽ dẫn dắt nước Mỹ đi đến vinh quang. Tôi phải thú thật với chị Hoàng Vy và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả như thế này. Tuổi trẻ ngày hôm nay họ nghĩ khác. Cái điều đó là những bố mẹ đảng Cộng Hòa họ cũng hiểu cái điều đó. Ngay trong cộng đồng Việt Nam, bố mẹ theo Cộng Hòa họ cũng thường xuyên bảo với tôi là con cái họ nghĩ không phải là giống như họ. Lý do là tại sao? Nên nhớ rằng là ông Trump không thành công là bởi vì cái lực lượng bảo vệ ông, cái lực lượng ủng hộ ông là lực lượng mà người ta nhìn thấy rõ ràng là họ cực đoan quá mức. Và khi mà những người trẻ bây giờ, cái tư tưởng của họ có thể nói rằng là họ rộng rãi hơn, có thể nói rằng là cái nhìn của họ không cực đoan đến như vậy. Đảng Cộng Hòa cũng cần phải để ý thấy là cái tuổi trẻ bây giờ nó khác bố mẹ, tức là tuổi trẻ bây giờ họ nghĩ về vấn đề cái quyền của người phụ nữ, họ nghĩ về vấn đề bảo vệ môi trường, họ nghĩ là về vấn đề là xăng dầu và vấn đề xe điện vân vân và vân vân. Nói tóm lại tức là cái nhìn của hai bên nó hoàn toàn khác.
Bà Can Huê nói cái điều đó không sai. Tôi nghĩ tôi không phải là bởi vì tôi đồng ý với bà mà tôi nói là không sai. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn lại ngay chính trong gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng thấy rõ ràng là như thế. Bố mẹ có thể phản đối. Ồ, cái chuyện môi trường, cái chuyện mặt đất ấm dần nó không phải là chuyện chúng ta phải lo. Nhưng mà con cái thì họ lo. Con cái họ bảo vệ môi trường. Con cái họ không muốn là xài bao plastic đi chợ nhiều quá rồi là vân vân và vân vân. Tức là nó hoàn toàn là nó khác. Chúng ta mà có một cái thế hệ khác. Nhưng mà cũng phải xin phép được thưa thêm với lại chị Hoàng Vy ở đây. Nếu mà tôi có dịp tôi gặp bà Can Huê, rồi tôi sẽ bảo là bà còn thiếu một cái yếu tố quan trọng nữa. Là cái lá phiếu của người phụ nữ. Cái lá phiếu của người phụ nữ tôi nghĩ là họ không dành cho Đảng Cộng Hòa như Đảng Cộng Hòa mong muốn. Lý do là tại vì sao? Là bởi vì những cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2020 là cái bằng năm 2022 là cái bằng chứng rõ ràng nhất. Người phụ nữ họ muốn cái quyền của họ được tôn trọng. Và nên nhớ rằng là khi mà chúng ta tôn trọng quyền của người phụ nữ thì là chúng ta mới có thể lấy được cái lá phiếu của người phụ nữ. Nhưng mà hiện tại bây giờ rất tiếc Đảng Cộng Hòa lại không nghĩ đến cái điểm đó. Thành ra là tôi nghĩ là bà Can Huê nói đúng ở cái thành phần cử tri trẻ tuổi. Những thành phần cử tri từ 18 tuổi cho đến 35 tuổi, điều đó đúng. Tôi xin được thêm vào thành phần cử tri phụ nữ, họ cũng sẽ không bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Và đó cũng chính là cái mối âu lo của tôi, là một người sinh hoạt với Đảng Cộng Hòa trong suốt bao nhiêu năm trời vừa qua. Hy vọng đã trả lời câu hỏi mà chị Hoàng Vy đặt ra. Hồi nãy bác Khanh có nói là bác Khanh nếu mà được là sẽ nhắn gửi cho bà Conway là Đảng Cộng Hòa của bà Conway không chỉ là mất cái lá phiếu của cử tri trẻ tuổi mà còn của cả phụ nữ nữa. Nhưng mà cũng có nhiều người đã bày tỏ ý kiến với bà Conway trên mạng Twitter nói rằng muốn gửi cho bà một cái lời khuyên á, nếu mà bà muốn thu phục được lá phiếu của cử tri trẻ đó thì bà hãy về làm sao để thu phục cái đứa con gái của ngay trong nhà của bà kìa. Nó 18 tuổi mà nó chống mẹ cho đến cùng. Bác Khanh, cái gia đình Conway này lạ lắm phải không? Chồng thì theo, không ex-husband chứ. Chồng thì chống Trump đến cùng, mà vợ thì ôm Trump cho đến cuối cùng. Và đứa con là cũng phản đối mẹ. Thì người ta nói là bà coi mà về làm sao mà nói chuyện được với con bà trước đã, chứ đừng nói đến cử tri trẻ. Nhưng mà cái ý Hoàng Vy muốn hỏi bác Khanh như thế này nè. Bà Conway bà nói rằng là Đảng Dân Chủ chỉ có thể thuyết phục đảng những cái cử tri trẻ tuổi ở cái chỗ là cái cách mà họ truyền thông điệp thôi. Chứ về chương trình nghị sự không có gì hay hết á. Nói theo lời cựu Tổng thống Donald Trump thì nói rằng là bây giờ tất cả cử tri Cộng Hòa đó hãy cùng với ông để sát cánh, để mà giúp ông để lấy lại đất nước này. Bởi vì cái chính phủ của ông Tổng thống Joe Biden, cái ông mà đang trong ngồi tòa Bạch Ốc đó, đang hủy hoại nước Mỹ. Hoàng Vy muốn hỏi bác là vì sao mà Đảng Cộng Hòa đang dần dần thua cuộc như thế này, không ghi được bàn thắng? Phải chăng là chỉ ở cái cách mà họ truyền bá thông điệp, hay là nó ở cái yếu tố nào khác, thưa bác Khanh? Tôi nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên là cái chuyện truyền bá thông điệp. Cái điều đó là cái điều rõ ràng. Trong tất cả các cuộc vận động tranh cử thì bao giờ cũng vậy. Cái thông điệp mình đưa ra và cái sự đón nhận là hai cái yếu tố quan trọng nhất. Đó là cái yếu tố có thể nói rằng là chiếm đến 75% cái quyết định chiến thắng hay là không chiến thắng của bất kể một ứng cử viên nào, của bất kể một đảng nào. Đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ, thưa với lại chị và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi nhìn thấy rõ ràng là họ chỉ đưa ra cái thông điệp của họ. Họ là những người bảo thủ, mà trong khi đó người ta nhìn thấy là quý vị bảo thủ thì tốt, nhưng mà quý vị bảo thủ cực đoan thì không hay. Và người ta cũng đã nhìn thấy cái rõ ràng là như vậy. Một cái điểm thứ nhì nữa là những cái điều mà ông Trump đưa ra, tôi phải thưa một điểm. Tôi đồng ý là ông Trump hiện tại bây giờ ông đang có một cái lực lượng cử tri khá hùng hậu ủng hộ ông. Nhưng mà cũng đừng quên rằng là với cái lực lượng cử tri hùng hậu ông đó, năm 2018 chúng ta đã, Đảng Cộng Hòa đã thất bại ở cuộc bầu cử thượng viện. Rồi sau đó năm 2020 đã thất bại ở cuộc bầu cử tổng thống. Năm 2022 thành công được ở Hạ viện. Chứ mà cái tỷ lệ phiếu của khối đa số mà Cộng Hòa nắm giữ với lại ở bên Đảng Dân Chủ, nó khí khao tí tí như thế này. Thành ra là tôi nghĩ rằng là đã đến lúc Đảng Cộng Hòa nên có một cái thông điệp khác, thay vì cái thông điệp mà ông Donald Trump và những người ủng hộ ông Donald Trump đang nói và coi đó là cái tiêu biểu cho Đảng Cộng Hòa. Đó là cái nhìn của tôi đối với chị Hoàng Vy.
Hoàng Vy xin phép lại không có, Hoàng Vy không đồng ý với bác ở chỗ là cái truyền bá thông điệp không phải là cái vấn đề gốc, cái vấn đề cốt lõi để làm cho những cái cử tri độc lập, những cái cử tri trẻ đang hoài nghi về Đảng Cộng Hòa. Bởi vì nếu mà nói cách truyền bá đó, thì Đảng Cộng Hòa có Fox News, Fox News có cái lượng lớn khán giả rất là trung thành và rất là rộng lớn. Phải không bác? Fox News bây giờ cả Twitter là có bao nhiêu cái người dùng trên Twitter hiện nay, và ông chủ của Twitter, Elon Musk đó, trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ thậm chí còn đưa ra cái thông điệp kêu gọi mọi người hãy đi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa đi, tôi cũng bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa đây. Tức là họ cũng có những cái bộ máy để tuyên truyền, để truyền bá thông điệp đó chứ. Cho nên Hoàng Vy nghĩ rằng cái vấn đề không phải là ở chỗ truyền thông điệp, mà là ở agenda, ở cái chương trình nghị sự. Bác Khanh, đầu tiên là không. Cho phép tôi trình bày. Trước hết là Đảng Cộng Hòa có Fox News, điều đó hoàn toàn đúng. Gia đình của tôi xem Fox News và nhiều gia đình bạn bè tôi xem Fox News. Bất kể là tôi bảo rằng là nên qua những cái đài khác. Nhưng mà một mình Fox News cũng chưa đủ. Đó là điểm thứ nhất. Tôi hiểu là Đảng Cộng Hòa có sự ủng hộ của Twitter. Nhưng mà thưa với chị Hoàng Vy, một mình Twitter cũng không đủ. Khi mà anh truyền bá cái thông điệp mà cái thông điệp đó không đủ hấp dẫn thì người ta không chú ý đến cái agenda. Người ta không chú ý là cái chương trình nghị sự của anh như thế nào. Hiện tại bây giờ theo như cá nhân của tôi, là người đã sinh hoạt với Đảng Cộng Hòa, thì thấy rõ ràng là cái cách truyền bá thông điệp của Đảng Cộng Hòa không ăn khách, tôi phải nói rõ ràng là như vậy. Thành ra là bởi như vậy, người ta, ông Trump thì cũng muốn người ta chú trọng là cái chương trình nghị sự ông sẽ làm nếu mà ông trở lại tòa bánh ông như thế nào. Nhưng mà ngay từ lúc đầu tiên người ta đã không hài lòng rồi, thì khó để mà hấp thu, khó để mà thu hút người ta, để mà người ta đi sâu hơn như là ông Trump và những người bảo thủ Cộng Hòa mong đợi. Đó cũng là cái nhìn của tôi, và cái nhìn riêng của tôi thôi, tôi với chị Hoàng Vy. Trong nguyên lý của truyền thông thì người ta có một cái công thức chính, đó là nói cái gì, nói như thế nào và nói cho ai. Bây giờ mình không thể đổ lỗi cho cái thất bại của Đảng Cộng Hòa là họ nói, cái cách họ nói nó không có hay để mà có thể mà tiếp cận được đối với cử tri, mà là bây giờ là nói cái gì. Bây giờ hãy xem Đảng Cộng Hòa nói cái gì, bác Khanh. Những cái chương trình nghị sự trong suốt cái thời gian vừa qua, điểm đầu tiên đó là cái chương trình về chống phá thai của Đảng Cộng Hòa, bác Khanh. Vâng. Đảng Cộng Hòa đúng. Đã từng bắt, chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, với cái chương trình nghị sự mà chống phá thai mà đẩy lên toàn quốc như thế này, là Đảng Cộng Hòa đã không thể tạo nên cái làn sóng đỏ. Nhưng mà bây giờ Đảng Cộng Hòa lại tiếp tục sử dụng cái chương trình nghị sự chống phá thai. Cụ thể là ông Ron DeSantis mới ngày hôm qua, ông tuyên bố là ký cái luật cấm phá thai trên 6 tuần. Và những cái tổ chức mà chống đối lại cái chuyện này, họ lên tiếng, họ nói là Ron DeSantis với cái chương trình nghị sự như thế này, rồi chống cộng đồng LGBT+, rồi cấm sách về đấu tranh công bằng về sắc tộc. Ông đừng nghĩ là ông đi đâu, ông ở Florida, chúng tôi chống ông ở Florida. Ông đi đến Ohio, ông đi đến bất kỳ tiểu bang nào, chúng tôi cũng theo ông và để chống đối ông đến cùng. Đừng nghĩ rằng những cái chương trình mà chống phá thai này có đi ra xa. Và cụ thể ngày hôm nay, thưa bác Khanh, cụ thể hôm nay, tối cao pháp viện vừa mới đưa ra một phán quyết là tạm thời cho phép cái thuốc ngừa thai đó được quyền sử dụng tạm thời, không có cấm như cái lệnh của tòa đưa ra trong cái tuần vừa rồi. Hoàng Vy muốn hỏi bác cái ý đầu tiên, với cái chương trình nghị sự mà chống phá thai như thế này, Đảng Cộng Hòa lại tiếp tục sử dụng một lần nữa để hướng đến 2024. Dạ vâng. Nó sẽ hiệu quả không, thưa bác? Câu trả lời của tôi là chưa đá đã thua. Tôi thấy cho rõ ràng là Đảng Cộng Hòa chưa đá đã thua. Thành ra lúc nãy tôi có nói một điều. Tôi bảo là Đảng Cộng Hòa phải đưa ra những cái thông điệp khác. Chứ cái thông điệp mà Đảng Cộng Hòa đưa ra hiện nay, cái chương trình nghị sự mà Đảng Cộng Hòa đưa ra hiện nay, tôi thấy là rõ ràng là cái đó không thành công. Với cá nhân tôi nhìn thấy là không thành công. Có thể là những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, những người ủng hộ ông DeSantis, những người là thuộc thành phần bảo thủ cứng rắn, tôi không dám vội vã nói là bảo thủ cực đoan, nhưng mà bảo thủ cứng rắn, họ bảo đó là cái mục tiêu để mà đưa nước Mỹ đến chỗ vinh quang, vân vân và vân vân. Tôi phải thưa một điều là như thế này. Đưa đến nước Mỹ vinh quang là với cái điều kiện là anh phải nắm được tòa bạch ốc. Đưa nước Mỹ đến chỗ vinh quang là với cái điều kiện là anh phải nắm được Thượng viện và Hạ viện. Bây giờ với lại những cái điều mà anh đang trình bày, anh đã thất bại trước đây, bây giờ lại trình bày tiếp, và anh nghĩ rằng là anh sẽ lôi kéo được những người khác. No way Jose, tôi không tin là cái điều đó là điều hoàn toàn đúng. Nếu anh không nắm được tòa bạch ốc, không nắm được lưỡng viện, thì đừng có mơ tưởng cái chuyện là một mình anh
anh sẽ xây dựng được đất nước Mỹ vinh quang như là anh mong đợi. Đó là cái điều mà tôi muốn trình bày thưa với chị Hoàng Vy. Dạ kính thưa bác, nhưng mà Hoàng Vy lại nghĩ rằng nếu mà muốn đưa nước Mỹ đến vinh quang không phải ở chỗ là anh nắm được tòa Bạch Ốc hay anh nắm ở Thượng viện, Hạ viện, mà là đưa nước Mỹ đến vinh quang là anh có chinh phục được người dân và những cái chương trình nghị sự của anh hay không? Dạ vâng. Cái liều thuốc đầu tiên mà chống phá thai mình đã bàn rồi xong. Cái liều thuốc thứ hai là Đảng Cộng Hòa đang cương quyết là phải ôm lấy khẩu súng AR-15, trong khi nước Mỹ bây giờ ghi vinh danh trên đấu trường của thế giới là cái chuyện là một cái đất nước mà đứng đầu tiên trên thế giới là về cái nạn xả súng. Một cái nạn tệ nạn, một cái đại dịch nhức nhối. Và người dân bây giờ người ta đau đớn, người ta bất mãn, người ta phẫn uất vì những cái vụ xả súng. Tại sao nó vẫn xảy ra như thế này? Và đặc biệt là ở trường học, lấy đi tính mạng của những cái tuổi nhỏ ngây thơ. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ôm lấy khẩu súng. Ngày hôm cuối tuần đây, khi mà hai bác cháu mình đang nói chuyện, hội nghị súng thường niên diễn ra ở Indiana, ngay quê nhà của ông Mike Pence. Ông Trump và ông Pence xếp hàng lần lượt để lên phát biểu. Ông Pence bước ra trong cái hội nghị ngày hôm thứ Sáu và chuẩn bị phát biểu ở dưới đám đông la ó quá trời. Ông Pence nói, thank you, I love you. Nhưng mà rõ ràng không thể phủ nhận một điều rằng lòng dân người ta đang là rất là bất mãn về cái câu chuyện kiểm soát súng. Thậm chí là ông thống đốc Cộng Hòa ở Tennessee, ông Bill Lee hả bác? Vào năm ngoái ông nói là muốn làm gì làm. Để mà giải quyết vụ xả súng là phải giải quyết vấn đề về mental health và cung cấp cái an ninh trong trường học, dứt khoát không đụng đến khẩu súng. Vậy mà mới 2 tuần trước đây, ông thống đốc của Tennessee cũng phải ký ban hành một cái luật là kiểm soát lại cái khẩu súng. Xem như cái liều thuốc thứ hai, Đảng Cộng Hòa ôm lấy cái khẩu súng AR-15, nó có hiệu quả để mà đưa họ đi xa nữa hay không thưa bác? Trong cái bối cảnh hiện nay nè. Vâng, câu trả lời của tôi là không, rõ ràng là 100% là không. Nói ra thì nó hơi kỳ. Khi mà chị Hoàng Vy cứ đẩy tôi là người Cộng Hòa phải lên tiếng chê bai Đảng. Ồ dạ không, ở đây mình không có Cộng Hòa Dân Chủ mà mình chỉ xét trên cái vấn đề thôi. Dạ. Dạ vâng, tôi hiểu 100%. Đừng lo, tôi hiểu. Nhưng mà tôi phải thú thật một điểm là như thế này. Tôi chỉ nói rằng là chị Hoàng Vy cứ đẩy tôi đến chỗ phải căn ngăn Đảng Cộng Hòa, khiến cho những người Cộng Hòa bạn tôi có lẽ là họ sẽ bực bội. Nhưng mà tôi cũng đã nói với bạn bè tôi rồi. Tôi nói rằng là cái kế hoạch mình đưa ra nó phải làm sao nó hợp với người dân. Ngay bây giờ thì tôi nhìn thấy rõ ràng, từ cái chuyện phá thai cho đến chuyện súng ống, không ăn khách. Đó là câu chuyện mục tiêu của Đảng Cộng Hòa, không ăn khách. Đảng Cộng Hòa nên nhớ rằng là nếu mà muốn thành công, muốn chiếm được tòa Bạch Ốc, muốn lấy được Thượng viện và Hạ viện để bà có thể thực hiện những gì mình muốn làm, thì thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, phải có một cái khác. Cái lối mà Đảng Cộng Hòa đưa ra, cái mục tiêu mà Đảng Cộng Hòa đưa ra với lại cái kế sách hiện nay thì tôi không nghĩ là sẽ đi xa được. Tôi không tin là sẽ thành công vào năm 2024. Đó là cái nhìn của tôi. Vậy còn cái điều thứ ba nữa, cái điều thứ ba, cái viên thuốc thứ ba Hoàng Vy cũng muốn hỏi bác Khanh, đó là những cái nhóm Cộng Hòa MAGA trong suốt thời gian vừa qua hay đẩy lên những cái thuyết âm mưu, ví dụ như cái câu chuyện mà nó đình đám trong cái tuần này, đó là cái chàng thanh niên trẻ 21 tuổi Jack Teixeira hả bác, là một tân binh mới toanh ở lực lượng không quân 21 tuổi, tung hàng loạt những cái thông tin tình báo lên cũng làm cho nước Mỹ điên đảo. Rõ ràng là Mỹ sau câu chuyện này cũng cảm thấy bẻ mặt lắm, phải coi lại cái chuyện là bảo mật thông tin tình báo như thế nào. Nhưng cái điều mà Hoàng Vy đang muốn hỏi bác rằng ngay cái câu chuyện này vừa bùng nổ và cái anh chàng Jack này bị bắt, và anh chàng Jack này trước đây giờ đó ở trên Discord đó thường xuyên đưa ra những cái thuyết âm mưu và cho rằng là anh chống đối chính phủ, anh chống đối cơ quan công lực. Anh nói là gì? Là cái vụ mà xả súng ở Buffalo đó, là do cơ quan FBI biết trước cái vụ xả súng này, nhưng mà vẫn cứ để cho nó xảy ra để làm chi? Để mà họ promote cho cái việc cấm súng và họ lấy thêm tiền của liên bang rót về cho cơ quan công lực của tiểu bang. Vậy mà khi mà Jack vừa bị bắt hôm thứ Năm và hôm thứ Sáu phải ra tòa, những cái vị dân biểu như cô Marjorie Taylor Greene ngay lập tức đã vinh danh anh chàng Jack này là một anh hùng của quốc gia, và rằng nếu như anh không phải là một người cơ đốc giáo, người da trắng và một nam thanh niên thì anh sẽ không và phản đối chiến tranh, thì anh đã không trở thành kẻ thù của Biden thì anh sẽ không bị bắt. Hoàng Vy muốn hỏi bác Khanh một cái ý quan trọng hơn, đi xa hơn cái câu chuyện này. Vậy thì cái viên thuốc thứ ba mà Đảng Cộng Hòa hiện nay và Cộng Hòa MAGA đang
sử dụng tối đa đó là promo những cái thuyết âm mưu như thế này đó thì sao hả bác? Câu trả lời của tôi là trước hết là tôi thấy rằng là không hiểu là tại sao mà người ta vẫn tin vào những cái thuyết âm mưu. Đó là nhưng mà những cái vị lập pháp ở nhà lập pháp ở quốc hội liên bang vẫn còn nói bác, vẫn còn tuyên truyền cho những điều này. Tôi biết nhưng mà riêng trong đầu tôi thì tôi có ba câu hỏi là tại sao người ta vẫn tin vào cái thuyết âm mưu mà bây giờ đi phổ biến mà rốt cuộc sau chỉ có một nhóm nhỏ người tin mà rồi người ta làm rùm beng lên cái chuyện đó. Đó là điều thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là tại sao vẫn cứ phải nhắc đến cái cô dân biểu mà thật tình trong lòng tôi vẫn không rõ là vì lý do gì mà người dân họ tín nhiệm cô á. Đó là cái điểm thứ nhì. Và cái điểm thứ ba là thưa với là chị Hoàng Vy và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, thì những cái điểm đó có thể sẽ được một số người và rất là nhỏ họ ủng hộ, họ tán thành. Nhưng mà nếu bảo rằng là đa số cử tri Hoa Kỳ sẽ chú ý đến cái câu chuyện đó thì câu trả lời của tôi là không. Nói tóm lại là một lần nữa là tôi phải nói rõ ràng là như thế này. Cái chính sách mà Đảng Cộng Hòa đưa ra hiện tại bây giờ không ăn khách, và khi mà không ăn khách từ A cho đến Z thì khó để mà thu hút được lá phiếu của cử tri. Chúng tôi biết rằng là hiện tại chúng ta đang ở mới ở giữa tháng 4, chúng ta còn tới như vậy là 20 tháng nữa để mà chúng ta lo cái cuộc bầu cử cho cái năm tới, đủ thời gian để mà sửa đổi. Nên nhớ những điều mà Canway bà nhắc nhở là chúng ta đang mất dần, chúng ta đây là Đảng Cộng Hòa, đang mất dần cử tri, đã đến lúc chúng ta phải ngồi xuống nhìn lại vấn đề để mà chúng ta thâu tóm được những thành phần cử tri đã ủng hộ chúng ta cho năm 2016. Năm 2016 và năm 2024, 8 năm trời, trong đó chúng ta, thời gian đó chúng ta học được biết bao nhiêu bài học, đã đến lúc nên sự áp dụng những cái bài học mà chúng ta đã học được và đừng lặp lại những cái điều mà chẳng ăn khách trong suốt 8 năm trời vừa qua. Đó là cái nhìn của tôi. Hoàng Vy xin cho phép Hoàng Vy trả lời bác. Nãy cái ý bác nói là có ba cái câu bác thắc mắc đó là vì sao mọi người vẫn... Cái vấn đề ở đây là cái thuyết âm mưu của cái anh chàng Jack này đưa ra là vì sao người ta vẫn tin, là bởi vì bác thấy nó vang vọng trong suốt cái thời gian vừa qua từ Quốc hội Liên bang. Từ Quốc hội Liên bang, những cái vị dân biểu thường xuyên kêu gọi là defund FBI, defund Bộ Tư pháp, defund những cái cơ quan công lực. Rõ ràng cái tiếng nói của những cái tay mà tuyên truyền thuyết âm mưu họ không có đơn độc bác. Họ được phóng đại lên rất nhiều bởi những nhân vật có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên nói rằng là họ không có cơ sở để mà lan xa những cái thông điệp này thì Hoàng Vy không đồng ý. Ý thứ hai, cái cô Marjorie Taylor Greene, cô ta sẽ chẳng là ai hết nếu như mà hiện nay ông chủ tịch Hạ viện không phải là ông Kevin McCarthy và hết lòng ủng hộ cô ấy. Cho nên là những cái tiếng nói của ấy nó rất là to và rất là vang xa, dù rằng nó không có hợp lẽ, nó không có hợp logic. Và cái ý cuối cùng Hoàng Vy muốn hỏi bác rằng, cái điều cuối cùng nữa cũng không phải nằm ở chỗ những cái thông điệp nó không ăn khách, mà là những cái cử tri độc lập, những cái người mà người ta đứng lùi lại và người ta quan sát coi là hai cái bên Dân Chủ và Cộng Hòa dở trò mèo gì và đang làm được gì cho đất nước này. Nhưng mà họ có cái chính kiến của họ bác. Họ nhìn thấy Đảng Cộng Hòa thường xuyên đưa ra những lời hứa, nhưng mà có thực hiện được những lời hứa đó không? Ví dụ như câu chuyện Obamacare, bác cháu mình đã nói rồi, hứa là thay đổi Obamacare, nhưng mà rồi có gì không? Rồi cái câu chuyện là cắt ngân sách bởi vì cái chính phủ Biden này tiêu xài quá tốn kém và hủy hoại nước Mỹ này, đến thời điểm này có một cái bản ngân sách nào để mà ngồi đối chiếu với Biden hay không? Bác có nghĩ rằng, câu hỏi cuối cùng, bác có nghĩ rằng chính những cái yếu tố này làm cho cử tri trẻ, cử tri độc lập người ta nản không? Chứ không phải là ở cách mà họ truyền bá thông tin. Thưa bác. Tôi tin rằng là điều tôi trình bày đúng. Và để thưa với bạn Hoàng Vy, tôi nghĩ Đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ họ đang cần tôi. Họ không cần những người mà bạn Hoàng Vy nói từ lúc đầu cho đến giờ. Họ đang cần ông Nguyễn Văn Khanh. Ông Nguyễn Văn Khanh mà nắm Đảng Cộng Hòa, câu chuyện nó hoàn toàn khác. Thật tình ra Đảng Cộng Hòa đã sống với lại cái quá khứ, mà cái quá khứ đó là quá khứ tạo nên cái thất bại. Họ cứ nghĩ rằng là thất bại năm 2000 thì chúng ta sẽ dựng lại được cho năm 2022. Câu trả lời là không. Bây giờ thất bại 2022, họ nghĩ rằng là chúng ta sẽ thành công được ở năm 2024 cũng với cái chiêu bài y như cũ. Câu trả lời là tôi không tin cái điều đó xảy ra. Tôi tin rằng là Đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ cần ai? Cần ông Nguyễn Văn Khanh để mà giải quyết cái vấn đề. Đó là câu trả lời của tôi, thưa với lại bạn Hoàng Vy. Dạ, và kết thúc cái cuộc nói chuyện giữa hai bác cháu mình thì quan điểm của Hoàng Vy là
Yeah, có lẽ là Đảng Cộng Hòa cần những cái giả như ông Nguyễn Văn Khanh để mà có thể đưa ra những cái thông điệp ăn khách hơn. Nhưng mà cái ý kiến nhỏ nhoi, cái quan điểm riêng của Hoàng Vy nghĩ là cần những cái chương trình nghị sự có thực sự là giúp đỡ cho người dân và nước Mỹ hay không, chứ không phải là ở cách là mình nói hay hay là nói giỏi, mà là ở những cái chương trình nghị sự thực tế có thể làm hay không. Dân chủ không phải lúc nào cũng hay và Cộng Hòa không phải lúc nào cũng dở, cho nên cái vấn đề là những cái agenda, và chúng ta đã thấy trong suốt thời gian vừa qua những cái vấn đề mà hai bác cháu mình đã đi qua từ nãy tới giờ trong cái chương trình dài hơi, thì để cho thấy là bà Kellyanne Conway, bà có lý khi mà có những cái lo ngại như vậy. Cảm ơn bác Khanh với tôi chương trình. Tôi nói là bà hoàn toàn có lý, bà có lý 100%. Tôi chỉ nói là bà hơi thiếu một tí xíu. Còn cái thành phần nữa, một cái thành phần cử tri quan trọng mà không nhắc đến, đó là thành phần nữ cử tri của nước Mỹ. Yeah. Và cảm ơn bác Khanh với cuộc trao đổi vừa rồi, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.